Cơ chế bất công đẻ ra oan sai. Luật pháp mà bất công như Điều 4 Hiến pháp năm 2013 nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Lẽ dĩ nhiên, Điều 4 này phải đẻ ra nhiều oan sai rồi. Quý vị nhớ kỹ, tôi gọi hiếp pháp chứ không phải hiến pháp. Hiếp có nghĩa là cưỡng bức, dùng sức mạnh để chà đạp pháp luật đấy, mà người ta thường nói là ngồi xổm lên luật pháp đấy. Đảng Cộng sản Việt Nam là cái quái gì mà tự nhận mình là đội tiên phong của giai cấp công nhân và đồng thời còn tự gọi mình là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc. Tôi nhận thấy luật pháp của mấy thằng khỉ Việt Cộng như cái củ cải đấy. Nó tự động sửa tới, sửa lui mà chẳng thấy họp hành rồi công bố cho toàn dân rằng tao đã sửa luật. Đừng tưởng là tôi không biết, cũng hiến pháp 2013 này, chính Đảng Cộng sản Việt Nam nó nói nó là đại diện giai cấp công nông. Được đại diện như cái búa và cái liềm nằm trên lá cờ Đảng Cộng sản Việt Nam của nó. Sự thật rất nhục nhã, người ta gọi cờ búa liềm là cờ của Cộng sản Liên Xô, nó xuất phát từ Liên Xô. Bọn Việt Cộng chúng nó đã không tự vẽ được một lá cờ cho Đảng Cộng sản Việt Nam của nó. Đến lá cờ Đảng Cộng sản Việt Nam chúng nó cũng chấp nhận làm nô lệ, cũng y chang như lá cờ đỏ sao vàng. Nó lấy từ tỉnh Phúc Kiến để làm cờ tổ cha của mấy thằng Việt Cộng rồi đánh lừa dân gọi là cờ tổ quốc. Tự động chúng nó bỏ ngang giai cấp nông dân mà chẳng cần sự đồng ý của 2/3 đại biểu quốc hội. Nói quốc hội cho vui, chứ ai cũng biết 500 thằng đó là Đảng Cộng sản Việt Nam, chưa có một quốc dân nào được bầu đâu mà gọi là quốc hội. Nếu là một quốc hội đúng nghĩa, phải có 475 ghế dành cho quốc dân và 25 ghế dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam vì nó chiếm 5% dân số, coi như 100 triệu chia cho 500 bằng 200.000 một đại biểu. Còn mình thấy 500 ghế đều dành cho thằng Cộng sản làm đại biểu thì biết rằng bọn Việt Cộng nó đang chơi trò bịp bợm đấy. Tại sao chúng bây lại rườm rà với công, nông, lao động cả dân tộc thế? Tại sao chúng bây không nói thẳng Điều 4 như thế này, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của cả dân tộc phải hay hơn không? Ngôn ngữ Việt mà dốt như vậy, làm sao làm đại biểu quốc hội được? Hiến pháp đâu phải trò đùa, tự nhiên bỏ tên Đảng Cộng sản Việt Nam của chúng bây vào hiến pháp. Vậy mai mốt tụi bây đổi tên đảng thành Đảng Lao động trở lại. Vậy hiến pháp phải trở thành tấm giấy để chùi đít khỉ của tụi bây à? Lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Tụi bây có khùng không nhỉ? Chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh quá cổ xưa rồi, làm gì còn hợp với thời đại điện toán 4G, 5G nữa. Chưa kể tụi bây có 5 triệu đảng viên. Tụi bây thích Mác Lênin và tư tưởng của tên gián điệp giặc tàu Hồ Chí Minh thì kệ má tụi bây chứ, tại sao phải bỏ vào hiến pháp trong khi có 95 triệu quốc dân không có đảng tịch như tụi bây? Vậy câu hỏi được đặt ra, chúng bây vì dân hay vì đảng? Chúng bây toàn là những thằng bịp dân. Miệng chúng bây cứ ra giả của dân, do dân, vì dân, nhưng công an nhân dân lại còn đảng, còn mình. Xem dân như cỏ rác, muốn chọt mũi là chọt, muốn tập trung là tập trung, thảm sát 43.000 công dân để ăn chia 4.000 tỷ đồng lợi nhuận trong việc bán test kit giỏm của giặc tàu. Giá kit được thổi lên đến tận mây xanh với bằng khen của con khỉ trùm lú, $1 bán giá cắt cổ dân $25. Tội ác này chúng bây có ngày phải trả, oan hồn của 43.000 công dân sẽ đòi mạng chúng bây. Như tôi đã từng chứng minh nhiều lần, 500 thằng khỉ nằm trong cái gọi là quốc hội, thực chất chúng nó toàn là những thằng vừa đá banh, vừa làm trọng tài, vừa nắm lập pháp, vừa nắm tư pháp. Vừa nắm lập pháp, vừa nắm hành pháp, hay vừa nắm tư pháp, vừa nắm hành pháp. Chúng nó thật sự là ông nội của dân, chứ không phải đày tớ đâu nhá. Bất công là cơ chế của chế độ Việt Cộng, nên bắt buộc những cảnh dân oan, tù oan phải xảy ra cho tiền đổ đầy vào túi tham của bọn chúng.